Namo Tamana Sivana Chapala Nang Bandi Anai Chasivana Choja Puja Niyanang Tamam Bhati Rupadi Savaso Chapo Pecha Katapunya Kata Sama Bani Chichetamang Namo Tamang Bahu Sai Chayang Kamina Yoja Susekito Sufakita Jaya Eka Mangalamu Tamam Mata Bidu Vatanam Bhutadara Satsangaho Anakula Chakam Manda Eta Mangalamanda Jaya Ngao Ajarika Mahi Eta Namo tamangarati virati bhava macha palaya sanyamo apamado jatamme su etan mangalam tamangarabhu chakivato chasanto ti jatatanyuta kalina dhamma suvanang etan mangalam tamangkandi jaso vachasata samana nainchada sanangali dhamma Namo Buddhaya.
Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên podcast mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Lăng Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay, giáo trình Trung Mậu Kinh Majjhima Nikaya của Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 94, Kinh Hotamukha Sutta, câu 959 đến 966 sẽ do Đại Tổ Tỳ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích, kính trường Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay trong một kinh bài 94, kinh Hotamukha sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Chúng con chưa thấy Thượng Tọa giáo đẳng vào trong chúng công thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu ạ. Anh là một thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thỉnh toàn đệ tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 94 trong một loạt bài từ 91 cho đến 100. Những bài kinh này nói về pháp thoại liên quan đến các vị Bà La Môn. Hôm nay là cái cuộc đối thoại giữa Bà La Môn Hotamukha với tôn giả Udena. Đã có Thượng Tọa Giác Đẳng vào, vì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Trước khi cô Lăng Nhật Nguyệt thay mặt đại chúng để đọc bài, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Xin lỗi quý ngài và quý vị đã vô trễ. Và bạch quý ngài, bạch chư Tôn Đức và thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà ở trong phần này liên quan đến các vị Bà La Môn, như chúng ta đã bắt đầu từ bài kinh Pramayu, cũng như bài kinh hôm qua, và hôm nay vẫn tiếp tục một số các bài kinh về sau này. Đây là một câu chuyện xảy ra trong một thời gian rất ngắn sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, ghi lại một cuộc gặp gỡ giữa Tôn giả Udena và một vị Bà La Môn tên là Khotamukha. Câu chuyện này thật ra về cái chi pháp á, thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều lần về bốn hạng người, nhưng mà cái đặc biệt ở đây là Tôn giả Udena đã dùng cái đề tài bốn hạng người này để cho Bà La Môn Khotamukha thấy rằng cái quan niệm của vị Bà La Môn này về các vị thầy tu, các vị sa môn đó, thật ra nó là một quan niệm rất là phiến diện, tại vì không thể qua đủ cái nắm hết. Xin thưa một điều đó là vì bài kinh tương đối dài và có nhiều đoạn á, chúng tôi thấy là chúng ta đã học qua những bài kinh trước rồi, do đó lược bớt. Đặc biệt là khi tôn giả trình bày một cách rất là chi tiết về bốn hạng người, mà cách đây vài hôm đó chúng ta đã đi qua bài kinh này, do đó chỉ lược và trích một đoạn đầu để quý Phật tử nhớ thôi. Nên chi quý Việt tu Phật tử hoan hỷ là trong cái phần mà đọc đó, có nhiều đoạn chánh kinh mà có chấm chấm chấm, tức là chúng ta đã lược bớt. Không phải là chỗ đó không quan trọng, mà bởi vì những phần đó vốn đã được có đề cập đến trong những bài kinh gần đây. Và chúng ta đọc ngắn thì Thượng Tọa Thầy Siêu có chi giờ nhiều hơn cho phần giảng bài. Do vậy bây giờ thì xin được nhờ cô Lan Giờ Nguyệt hay quý Phật tử nào có trách nhiệm để phụ trách đọc phần chánh kinh hôm nay. Sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu trở lại để giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bụt Thầy, Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thiện Đạo đã giảng bài học. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay, trong bộ kinh bài 94, kinh Khotamukha, từ 959 đến 966. Bài kinh ghi lại câu chuyện xảy ra không bao lâu sau khi Đức Phật viên tịch. Bây giờ Bà La Môn Khotamukha gặp Tôn giả trong một dịp tình cờ. Vì bài nói lên quan điểm của mình là không tin đời sống xuất gia, Tôn giả Udena đã khéo léo mở đầu cuộc đáp, rồi nói rõ ý kiến về bốn hạng người. Cách nói và điều được nói của Tôn giả Udena thật sự có sức thuyết phục. Bà La Môn Khotamukha quy y Tam Bảo. 959. Người không ưa thầy tu lại gặp Sa Môn. Bà La Môn Khotamukha vốn có thành kiến về những thầy tu là sống cuộc đời không hợp với lẽ tự nhiên. Trong một chuyến đi về Varanasi, tình cờ vị này gặp Tôn giả Udena và nói lên quan điểm của mình. Như vậy tôi nghe, một thời Tôn giả Udena trú ở Varanasi và là nại tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà La Môn Khotamukha đến tại Varanasi có một vài công việc, rồi Bà La Môn Khotamukha tản bộ du hành và đi đến rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Tôn giả Udena đang đi kinh hành ở giữa trời. Rồi Bà La Môn Khotamukha đi đến Tôn giả Udena. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả Udena. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền nói với Tôn giả Udena đang đi kinh hành. Thưa Tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udena từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào trong tinh xá, rồi ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn.
Bà La Môn Gotama Mukha cũng từ chỗ kinh hành bước xuống vào trong tinh xá rồi đứng một bên. Tôn giả Uddena nói với Bà La Môn Gotama Mukha đang đứng một bên: "Này Bà La Môn, đây có những chiếc ghế ngồi, nếu muốn hãy ngồi xuống." Trong khi chúng con đến với tôn giả Uddena, chúng con không ngồi. Làm sao người như con lại nghĩ đến ngồi xuống trước khi được mời? Rồi Bà La Môn Gotama Mukha lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Bà La Môn Gotama Mukha nói với tôn giả Uddena: "Thưa tôn giả Sa Môn, không có sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài hay ở đây, pháp ấy là gì?" 960. Hãy nói chuyện trong tư cách của người có hiểu biết. Tôn giả biết đây là một cuộc đàm luận, không phải chỉ nói vài câu là xong, nên đề ra sự đồng thuận trong cách thảo luận. Này Bà La Môn, nếu ông tán đồng những gì ta tán đồng và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì ta nói mà ông không biết, ở đây ông có thể hỏi thêm ta: "Thưa tôn giả Uddena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Con sẽ tán đồng những gì tôn giả Uddena tán đồng và bài bác những gì cần phải bài bác. Và có điều gì tôn giả nói mà con không biết, ở đây con có thể hỏi thêm tôn giả Uddena: "Tôn giả Uddena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây mong sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 962. Bốn hạng người ở đời. Từ những gì Đức Phật dạy, tôn giả Uddena đề cập đến bốn hạng người để cho thấy điều mà vị Bà La Môn nói không nên nghĩ quá đơn giản. Này Bà La Môn, ở đây có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà La Môn, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này Bà La Môn, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bà La Môn, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bà La Môn, có người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. 963. Cho biết ý kiến là thừa nhận. Sau khi nói về bốn hạng người, tôn giả Uddena để cho Bà La Môn có ý kiến về bốn hạng người này. Này Bà La Môn, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích ý nhất? Thưa tôn giả Uddena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Uddena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Uddena, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Uddena, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Hạng người này, tâm con thích ý. Này Bà La Môn, vì sao tâm ông không thích ý ba hạng người này? Thưa tôn giả Uddena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này tự hành khổ mình, tự hành hạ mình, trong khi tự ao ước điểm ly khổ. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Thưa tôn giả Uddena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, yểm ly khổ. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này.
Thưa tôn giả Ủ Đề Na, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, yểm ly khổ. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng thưa tôn giả Ủ Đề Na, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 964. Hình ảnh tương phản của hai hội chúng. Tôn giả cũng nói lên hai hội chúng. Để Bà La Môn có sự so sánh thay vì cái nhìn quơ đũa cả nắm. Này Bà La Môn, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Ở đây, này Bà La Môn, có hội chúng vì tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc. Ở đây, này Bà La Môn, lại có hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Bà La Môn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Này Bà La Môn, trong hội chúng nào, ông thấy phần lớn hạng người này? Trong hội chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc, hay là trong hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ủ Đề Na, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Hạng người này, trong hội chúng, không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong hội chúng ấy, con thấy phần lớn hạng người này. Nhưng này Bà La Môn, nay ông vừa mới nói, chúng con biết như sau, thưa tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp, hình như đối với con là vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây, pháp ấy là gì? Thưa tôn giả Ủ Đề Na, thật sự lời nói ấy có lợi ích cho con. Có một sự xuất gia đúng pháp, ở đây, đối với con là như vậy, và mong tôn giả Ủ Đề Na chấp trì con là như vậy. Bốn hạng người được tôn giả Ủ Đề Na nói một cách vắn tắt, không giải thích rộng ra. Lành thay nếu được tôn giả Ủ Đề Na khởi lòng từ, phân tích rộng rãi cho con bốn hạng người này. Này Bà La Môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Cô Tát Múc Ca vâng đáp tôn giả Ủ Đề Na. 965. Giải thích rộng rãi những điều đã được đề cập. Vị Bà La Môn đã bắt đầu chịu lắng nghe và tìm hiểu và thỉnh cầu được giảng dạy rộng rãi. Tôn giả Ủ Đề Na đã nói tường tận về bốn hạng người này. Tôn giả Ủ Đề Na nói như sau. Này Bà La Môn, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này Bà La Môn, có người sống loại thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo,
không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, vân vân. Và này, Bà La Môn, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, Bà La Môn, có người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm. Người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. Như vậy, này Bà La Môn, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này Bà La Môn, thế nào là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này Bà La Môn, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh hay một Bà La Môn triệu phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một Bà La Môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lát cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và vị Bà La Môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa, còn con nghé con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ đắp để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này Bà La Môn, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này Bà La Môn, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này Bà La Môn, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phước, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống Bà La Môn, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, vân vân. Vị ấy thành tựu thánh giới quẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm giác này, lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi,
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Ồ, dạ con. Vân vân. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vân vân. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sanh, vân vân. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vân vân. Nhờ biết như vậy, thế như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này Bà La Môn, gọi là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người. Ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mắt lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Quy ngưỡng tam bảo. Khi được nói vậy, Bà La Môn có tâm mục khác nói với tôn giả Đề Na: Thật vi diệu thai, tôn giả Đề Na. Thật vi diệu thai, tôn giả Đề Na. Thưa tôn giả Đề Na, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc, cũng vậy. Chánh pháp đã được tôn giả Đề Na dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Đề Na, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong giả Đề Na nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bà La Môn, chớ có quy y với ta, hãy quy y với Thế Tôn, bậc mà ta đã quy y. Thưa tôn giả Đề Na, nay tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ở tại đâu? Này Bà La Môn, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nhập Niết Bàn. Thưa tôn giả Đề Na, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 10 do tuần, chúng con sẽ đi 10 do tuần ấy để được ý kiến tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Đề Na, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 20 do tuần, 30 do tuần, 40 do tuần, 50 do tuần, chúng con sẽ đi 50 do tuần để được ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Đề Na, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 100 do tuần, chúng con sẽ đi 100 do tuần để được ý kiến tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Đề Na, vì tôn giả Gotama đã nhập Niết Bàn, chúng con xin quy y tôn giả Gotama đã nhập Niết Bàn,
quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Udina nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa tôn giả Udina, vua nước Anga có cúng dường cho con một bố thí thường xuyên hàng ngày. Nay con xin cúng dường tôn giả Udina bố thí thường xuyên ấy. Này Bà La Môn, vua nước Anga cúng dường thường xuyên hàng ngày cho ông là bao nhiêu? Thưa tôn giả Udina, 500 kahapana, đồng tiền vàng. Này Bà La Môn, ta không được phép nhận vàng và bạc. Nếu tôn giả Udina được phép nhận vàng và bạc, con sẽ cho làm một tinh xá cho tôn giả Udina. Này Bà La Môn, nếu ông muốn xây dựng một tinh xá cho ta, thì hãy xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Con lại càng bội phần hân hoan, hoan hỷ, thỏa mãn với tôn giả Udina khi tôn giả khuyến khích con cúng dường chúng tăng. Thưa tôn giả Udina, với bố thí thường xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, con sẽ cho xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Rồi Bà La Môn Khota Mukha, với bố thí thường xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, cho xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Nay giảng đường ấy được gọi là Khota Mukhi. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm ơn cô Lạc Diệu Nguyệt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử. Khi nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu có gọi điện cho chúng tôi cho biết rằng đường truyền của Thượng Tọa hôm nay gặp trục trặc. Thượng Tọa không nhiều lần nhưng mà không có vào được, rồi nhờ chúng tôi đi quyết. Nội dung của bài kinh ngày hôm nay thì căn bản với một vài bài kinh trước đây khi mà đề cập đến bốn hạng người. Tuy nhiên trong bài kinh này lại được diễn ra ghi lại dùng từng trường học của bà một vị Bà La Môn giàu có và có cái địa vị cũng lớn. Là một người giống như chúng ta nói là một trí thức theo cái lý tính nhiều hơn là theo niềm tin, tên là Khota Mukha. Vì này có cái duyên sự, có một cái công việc mà nguyên là ở phía bên là Bát Ta, đến Varanasi có công việc. Thì trên đường đi thấy tôn giả Udina đang kinh hành. Thì vì này nhìn thấy tôn giả thì nhận ra là tôn giả phong thái phi phàm, để bị một vị A La Hán vẻ hơi khác với người khác, nên ông cũng đến. Nhưng trong cái đến đó quan điểm của mình là mình không có mấy tin tưởng, có sống và thành đạt cái gì ở trong đời sống của mình. Đúng là điều này rất bình thường thôi, tại vì xã hội Ấn Độ là xã hội có rất nhiều thầy tu, có rất bị nhận là sa môn. Nhưng trong số đó thì đa số chỉ là sống cuộc sống mà nó không có ý nghĩa gì. Dạ, sống không có ý nghĩa gì, không có giá trị một cái hạnh nào đó hoặc là lợi dưỡng cho mình, vân vân. Thì cái chuyện đó nó xảy ra rất là
bình thường, nhưng nhiều người đi đến các chùa hay là các cái tu viện thì cảm thấy rằng không có gì gì mà có đáng sống ở trong đời sống đó hết. Thì ở bên ngoài mình cũng làm lành cho người khác. Bây giờ vào chùa tu Phật tử cũng không muốn đi thật sự. Thứ vì khi mà tôn giả Udena nghe được cái ý kiến này thì tôn giả như cái người chủ kinh hành đến vùng chủ ngồi, và lúc bây giờ vì bà môn cũng đến một người trí thức ấy, nên thì bà là môn này cũng có vẻ như là biết và ngồi một chỗ thấp hơn và thái độ tương đối. Tôn giả Udena lại là một người, một vị A-la-hán, nhưng mà lại là một người mặc dù không có phải là một vị mà có tha tâm thông hay là biết được căn đính chúng sanh, nhưng mà tôn giả là người biết ta. Do vậy khi mà nghe vị Bà La Môn nói về quan điểm của mình thì tôn giả không có trả lời liền, không điều đề tài liền, mà tôn giả đặc biệt nêu lên cái tính tích của người có hiểu biết trong cuộc đàm luận. Tức là cái gì là mình đồng ý thì nó đồng ý, không đồng ý thì mình lắng nghe và mình hỏi lại, hỏi lại hỏi cho rõ ràng. Thì Bà La Môn Kotamu khác cũng là một người trí thức, khi được nghe như vậy thì cũng hoàn toàn đồng ý với cái cách nói chuyện này. Và do vậy tôn giả đã bắt đầu đi vào. Thì tôn giả không nói rằng Bà La Môn đúng hay là sai, tôn giả cũng không có nói thẳng vào cái quan điểm gì đó, mà tôn giả đưa ra bốn cái hình ảnh. Bốn hình ảnh là ở trên đời này có những người sống á, là khổ mình, có những người sống chuyên làm khổ người, và có những người sống á, vừa làm khổ mình mà vừa khổ người, và có những người sống á, không làm khổ mình mà không làm khổ người. Khi mà tôn giả Udina đưa ra điểm này á, thì cho Bà La Môn thấy rằng có một hình ảnh rất là rộng, rất là rộng, tức là nó có sự khác biệt và chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết. Và nếu mà nói rằng hạng người chuyên là khổ mình cũng có xảy ra, hạng người chuyên là khổ người khác cũng có xảy ra, có hạng người chuyên là khổ mình và người khác cũng có xảy ra, và nếu ba hạng người đó có thì cũng phải có hạng người thứ tư là không là khổ mình, không người làm khổ người khác, thì đúng là có xảy ra. Thì tôn giả cho Bà La Môn một sự lựa chọn khi nói lên cái ý nghĩ của mình. Trong bốn hạng người đó thì Bà La Môn thích vị nào? Thì dĩ nhiên vì Bà La Môn thích cái hạng người không làm khổ mình và không làm khổ người khác. Thưa quý vị, cái cách nói đó của tôn giả Udena đã không có phản bác trực tiếp lời nói của Bà La Môn Gotamu khác, mà thay vào đó đưa ra một hình ảnh rộng, một hình ảnh nói có lý lẽ chứ không phải là quơ đũa khá nóng. Trong khi đó thì con người mình hay có cái quơ đũa khá nóng, ví dụ như là có những người không thích bị thầy tu thì cái gì cũng dê các vị thầy tu hết. Có những người không có thích nghề luật sư, mở miệng ra dê luật sư. Có những người không thích quân lính thì cái gì cũng dê quân lính, nhưng mà ở quân đội. Nhưng mà rồi người ta nói là không có bằng giả thiệt thì không có bằng giả, mía xô có đốt, nhà dục có nơi, nó cũng hẳn là tất cả đều giống nhau. Cái nói của tôn giả Udena tỏ ra rất là khéo và đã khiến cho vị Bà La Môn này chịu khó lắng nghe và tự mình lựa chọn cái quan điểm, lựa chọn thái độ. Và tôi nhắc cho vị Bà La Môn, khi vị Bà La Môn có thừa nhận là Bà La Môn thích cái hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, tức là cái lời nói Bà La Môn là đã khác đi với cái ý tưởng ban đầu, là ban đầu là mình hoàn toàn ghét gì, hay là hoàn toàn thấy những ông thầy tu là làm việc không ra gì. Nhưng bây giờ thì ông đã bắt đầu ông có cái ý hướng là ông nghĩ rằng có hạng người sống mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác, người đó quý lắm. Như vậy thì ở đây điểm đặc biệt là mình nói rằng tôn giả Udena khéo ở trong cách đưa ra một cái phương pháp, một phương cách thảo luận, khéo léo ở trong cái cách là trình bày đề tài. Thật ra đây là một điểm rất là đáng để cho chúng ta học, bởi vì chúng ta hay có cái phản ứng, chúng ta hay có phản ứng, chúng tôi gặp chuyện đó rất là nhiều. Ví dụ như ở sống ở tại Mỹ thì
Thường đó là thưa quý vị, những cái tôn giáo đến từ phương Đông qua đây đó, thì hay bị một số cái người da trắng ở bên Mỹ này đó, họ có một cái vùng đất địa phương gọi là Bible Belt và Bible Belt. Thì thường họ chia theo cái thời tiết đó, thì họ gọi là Frost Belt và Sun Belt, tức là vùng lạnh và vùng nóng. Vùng lạnh tức là ở miền Bắc và vùng nóng tức là ở California, Texas, Florida. Nhưng mà lại có những cái vùng mà họ chuyên về kinh thánh gọi là Bible Belt. Ví dụ như là Kansas, Alabama, Mississippi, Georgia, v.v. Thì những cái vùng gọi là Bible Belt ấy, thì những người này phần lớn là những người da trắng. Và họ là những người gọi là born again Christians, tức là những người mà theo Kitô giáo tương đối rất là mình nói được là thuần thành mà đạt tới mức độ cực đoan. Và những người này đó thì thường theo đảng Cộng hòa, họ thường có tinh thần kỳ thị rất là nặng những người da màu cũng như là những người không có theo Thiên Chúa giáo. Họ rất ghét những cái tôn giáo của phương Đông. Và cũng phải nói rằng cái mà họ ghét đó, ví dụ như việc tập yoga, hay là họ ghét những cái cách làm phim của Hollywood. Tại Hollywood thường thường đưa ra những cuốn phim mà không có lợi cho Kitô giáo và đồng thời có cái gần với thiên người phương Đông nhiều hơn. Và đặc biệt thưa quý vị, trong cái thời gian mà nhiều thập niên về trước có những phong trào như phong trào hippie, sau đó có phong trào New Wave hay là Hare Krishna, những phong trào mà chúng ta gọi, họ gọi là những cái tôn giáo ngoại lai, tôn giáo lai căn, tôn giáo phương Đông. Thì Hare Krishna là một cái nhánh của Ấn giáo. Họ qua đây họ thu thập được rất là nhiều tín đồ bên này, tại vì cái quan điểm sống vui vẻ, sống như sống hiện sinh, và họ tụ họp là thành những cộng. Và dĩ nhiên ở trong đó có nhiều cái phức tạp lắm, nhiều phức tạp giống như là lợi dụng vấn đề tình dục, hay là lôi kéo những người thanh niên thiếu nữ trẻ đi tham gia vào vực ra, họ rất là kỳ thị. Thì thưa quý vị, một ở trong những người có công rất lớn để thay đổi cái nhìn đó của người Mỹ đó là Đức Dalai Lama. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng tôi sang bên Mỹ mà chúng tôi đi ra ngoài đường mặc y thì người ta không phân biệt được, không phân biệt được là Hare Krishna hay là Phật giáo. Vì Hare Krishna họ cũng cạo đầu và họ cũng mặc cái y giống như y nội của Chư Tăng ở dưới vậy. Giống chúng tôi ở trong chùa mà không có mặc y vai trái gì đấy luôn thì người ta dễ nhìn ra Hare Krishna lắm. Và lúc mà chúng tôi đi qua bên Mỹ mà đi ra ngoài đường đó, có nhiều khi gặp những người họ hát là nói Hare Krishna, họ ghét. Và theo Hare Krishna thì họ hay đi truyền đạo, tại vì Mỹ mà họ truyền đạo rất là tích cực. Và họ truyền đạo xong họ bán sách rồi họ kêu gọi tiền bạc. Và vì vậy đó, đôi khi chúng tôi sống ở Mỹ này gặp rất là nhiều trường hợp có những người họ kỳ thị ở trên máy bay hay là ở đường phố. Nhưng mà sau này nhờ hình ảnh của Đức Dalai Lama mà rất là nhiều người họ biết chúng tôi là tu sĩ giáo, và họ thấy được có sự khác biệt giữa tu sĩ Phật giáo. Họ có cảm tình hơn với Đức Dalai Lama và cảm tình hơn với các vị tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà nói chung mới là cái việc rất bình thường là ở tại đây có một số những người trí thức Việt Nam, họ là bác sĩ, là văn sĩ, nhạc sĩ đó, rồi vợ họ đi chùa, rồi cha mẹ họ đi chùa, nhưng mà họ ghét các vị tu sĩ. Có khi họ chở vợ, chở con, chở cha mẹ đến chùa rồi họ đậu xe ngoài Bắc Kinh hay là họ đi chỗ khác, lâu lâu họ trở lại. Tại vì họ thấy rằng mấy ông thầy tu thì lo làm chùa, cứ kêu gọi tiền bạc lên cấp chùa, và thật ra thì đời sống tinh thần cũng có gì đặc biệt. Và họ là những người có học thức, thì họ nghĩ rằng tốt hơn hết là ở nhà, nếu mình có làm việc thiện gì mình cống hiến cho cuộc đời hơn là vô chùa tu rồi nhờ vả bá tánh, mà thật sự là chỉ là cái nặng cho bá tánh thôi. Thí dụ như vậy, cái thành kiến của những người ở bên ngoài đối với thầy tu đó, có rất nhiều. Và chúng tôi cũng đồng ý là không phải không chính xác, nó có phần chính xác, nhưng mà cái số đông không nghĩa là tất cả. Chúng tôi phải nói là trong cái quan điểm của một vị tu sĩ đó, thì chúng tôi nói, phần lớn các vị tu sĩ đó, là không có thành công ở trong cái cuộc sống phụng sự của mình. Chỉ cố gắng tu
Rồi trong cái tu đó là tạo thành một cái nặng cho người đời. Và do vậy có một số người thì họ có dị ứng với các vị tu sĩ. Thì cái người dị ứng các tu sĩ trong đó có Bà La Môn Khô Thá Múc. Khi vị này đến mà gặp Ngài Udena đó, thì Ngài Udena đã hiểu rằng qua cái cách nói của Bà La Môn Khô Thá Múc thì sự việc này không thể nói một cách bình thường được, không thể một trả lời một câu hai câu mà xong chuyện được. Và vị này, vị tôn giả này là một vị thánh tăng và thấy có một cái nhu cầu cần thiết để có một cuộc đàm luận dài, một đàm luận rộng rãi. Và để đàm luận rộng rãi thì tôn giả Udena có nêu lên một điểm là chúng ta hãy đàm luận, và nhưng trong đàm luận đó thì chúng ta nên nói chuyện với nhau một cách khoan thai từ tốn và một cách rất là hiểu biết. Và hiểu biết ở đây là cái nào mình đồng ý thì mình đồng ý, cái nào không đồng ý thì không đồng ý. Và nếu chỗ nào không đồng ý thì mình hỏi lại. Dạ, chỗ nào mình cảm thấy chưa rõ hỏi lại. Chứ không phải là mình ngồi xuống mình nói chuyện để mình phản bác với nhau, để mình công kích lẫn nhau. Thì quả thật là Bà La Môn Khô Thá Múc Khác là một người trí thức, là người có hiểu biết. Khi nghe cái cách nói của tôn giả, chưa cần biết tôn giả sẽ nói gì, nhưng mà khi nghe tôn giả đề nghị cách đàm luận thì Bà La Môn đồng ý ngay. Dạ, đồng ý ngay lập tức. Thì thưa quý vị, sau khi mà đồng ý rồi thì tôn giả đã đưa ra bốn hạng người, bốn hạng người và hai hội chúng. Đúng là ở trên đời này mình thấy rằng có hạng người làm khổ mình, có hạng người làm khổ người, có hạng người vui làm khổ mình, khổ người, và cũng có hạng người thứ tư là không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì chỉ bốn cái hạng người này được Đức Phật giảng rất nhiều kinh thì cho chúng ta thấy rằng đa phần là nằm ở cái số người làm khổ mình, hoặc làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai bên. Có số lớn cho phải. Cái số mà sống làm thế nào mà không làm khổ mình, không làm khổ người, số ít. Và chính cái số ít này đó, nên chỉ khiến người ta có một cái ấn tượng không tốt về các vị thầy tu. Chính số ít này đó, nên chỉ người ta dễ dàng để vô đùa cả nắm. Chúng tôi lấy ví dụ như là, người ta nói chính trị là sôi thịt, đồng ý. Chính trị sôi thịt, nhưng mà bảo rằng tất cả như là chính trị đều sôi thịt, cái đó là sai. Cũng có một thiểu số tốt lắm chứ phải không tốt. Chúng tôi dừng cũng số người tốt, hay là ở hồi xưa chúng tôi ở Việt Nam nghe nói tư bản là xấu, và những nhà tư bản là bóc lột vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy có một số người giàu, ví dụ Bill Gates, ông xấu mà ông làm tư bản. Nhưng mà bảo rằng đa số những tư bản tốt thì chúng tôi cũng nhìn nhận là tư bản. Những người giàu có thì họ rất là tham lam vô độ, họ luôn luôn muốn làm giàu và họ bất chấp, cái đó là đa số. Nhưng không phải vì đa số đó mà mình vô đũa cái đống là tất cả những người giàu có, những người mà thành công ở trong cuộc sống đều là những người bóc lột. Chúng ta phải thấy một điều rằng mình nên nói là mía sâu có đốt và dỗ nơi. Thì trong trường hợp này Ngài nêu lên như vậy, và Ngài nêu lên hai hội chúng. Có những hội chúng tham cầu và hội chúng từ bỏ. Và tham cầu ở đây tức là tích tập tài sản, có đệ tử nam, có đệ tử gái, có cuộc sống tốt này nọ. Quý vị nghe trường hợp của văn hào Leo Tolstoy. Ông là một văn hào nổi tiếng của Nga, ông viết tác phẩm Chiến tranh và Hòa Bình, Sương Mai Êm Đềm, và có thể ông là một trong những cái viết rất là ảnh hưởng của nền văn học cận đại và đương đại của nhân loại. Về nhiều thứ, nhưng mà những tác phẩm ông ảnh hưởng lớn, một cái nhà văn Nga mà chúng ta biết rất là nhiều. Thì nếu chúng ta đọc những tác phẩm của Leo Tolstoy thì chúng ta nghĩ rằng ông là một người rất là gần với Phật giáo ở nhiều thứ. Ông là một người sống rất là khai phóng. Ông là một người sống đầy nhân bản. Nhưng mà ở trên thực tế trong đời sống của ông thì mặc dù ông chủ trương như vậy, nhưng mà ông vẫn thuê mướn rất là nhiều những người công nông, những cái người gọi là nông nô. Nông nô tức là những người Nga mà cũng giới nghèo, mà làm giống như làm nô lệ vậy đó. Làm nô lệ tức là trả giá rẻ mạt để làm những việc tạp dịch. Thì ông, tại vì ông có tài sản lớn, có đồn điền, ông có nhiều người, ông vẫn thuê mướn những người đó, và ông cũng trả tiền với giá rẻ mạt giống như xã hội thì bây giờ. Thì như vậy, ngay cả trong giới thầy tu đề cao đời sống tinh thần, đề cao về cái giá trị của tâm linh,
nhưng mà vẫn có một số người sống thiên về vật chất. Và ngài Udina, ngài nói rõ ràng là có hai thực vật, hai hội chúng như vậy. Thì nhưng mà ở đây á, thì ngài không có ngài không được có chỉ trình bày, ngài còn cho ông Bà La Môn và cô Tát Bút Khát một cái sự lựa chọn ở trong bốn hạng người đó. Thì ông cảm thấy thích hạng người đó, thì ông thích hạng người thứ tư là không làm khổ mình, không làm khổ người. Và sau khi mà bị Bà La Môn này bày tỏ quan điểm của mình, thì ông lại thỉnh cầu tôn giả Udina nói rõ hơn. Thì bắt đầu tôn giả Udina mới đi vào ở trong cái điều mà tôn giả muốn nói. Thứ nhất á, là hạng người chuyên làm khổ mình. Chuyên khổ mình thì ở đây nói đến những vị thầy tu mà chấp kỳ những cái hạnh tu, mà những hạnh tu đó mới nhìn ra thì cũng có vẻ hạnh tu đó, nhưng mà thật sự nó chẳng có lợi gì cho mình hết, không có lợi giải hết, mình chỉ làm khổ mình thôi. Tức khổ hạnh, đặc biệt là họ trì những giới cấm thủ, và nhiều khi họ coi rằng cái sự thọ trì đó là có giá trị lắm. Về điểm này thì hôm nay chúng tôi cắt bớt rất là nhiều, chúng tôi cắt bớt nhiều. Nếu mà quý vị Phật tử đã đọc, đã nghe những bài kinh khác, chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay có nhiều người họ làm cái gì đó mà họ cứ nghĩ rằng do mình làm cái việc đó thì mình sẽ đạt được cái gì. Như là kiên kỵ chẳng hạn, tối ngày cứ cử cái này kiêng cái kia, và họ thấy rằng cái đó là cái là coi ngày giờ tốt xấu. Họ tự mình họ làm khó họ rất là nhiều. Hoặc giả là ở Việt Nam thì có lẽ cái số người mình tu khổ hạnh thì ít, thưa quý vị. Lâu lâu chúng ta nó có ông đạo ớt, đậu cà, đậu chuối, đậu khoai gì đó, chuyên ăn một thứ, không ăn những thứ khác, thì coi lọt hạnh, mình không biết khỏi sống ra sao. Nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu mà tự lực của mình. Có quý vị biết là thật ra chúng tôi không có bài cái sự ăn chay. Chúng tôi cũng nghĩ rằng ở trong một cái thời đại bây giờ mà về vấn đề sức khỏe, nếu mình có sự lựa chọn á, thì mình nên ăn nhiều rau quả, đủ lương diêm rất là tốt cho sức khỏe, hơn là ăn những cái thịt cá. Chúng tôi nói cái người sống ở bên ngoài có sự lựa chọn á, tương đối khá giả của sự lựa chọn đó. Nhưng mà trong cái đại dịch xảy ra thì chúng tôi có gặp một số những người quen rất là thân. Thì các vị đó có cái niềm tin rất là mạnh mẽ là nếu trong thời này mình ăn chay thì mình sẽ chống lại được cái corona. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết các vị nói rất là thật chứ không phải không thành thật. Nhưng mà cái quan điểm của mình chỉ ăn rau quả cũng và để duy trì được corona đó, thì chúng tôi nghĩ cái đó một cơ sở, và nó không có một cơ sở rõ ràng. Và cũng rất là tội nghiệp là nhiều khi mình quá tin một điều gì đó, hay là có những người họ nói rằng ăn chay thì không có có nhiều lòng từ bi, không có sân hận. Nhưng mà chúng tôi cũng cho các vị thấy rằng ở những nền văn hóa không ăn chay thì họ vẫn có những con người rất là nhân ái, rất là đáng trọng. Hay là nói rằng mình ăn chay thì mình sẽ diệt dục, nhưng mà như người Ấn Độ một số lớn ăn chay nhưng mà họ vẫn sinh con đẻ cái bình thường. Thì chúng tôi không nghĩ rằng những cái cơ sở đó nó nên là cái cơ sở một cái cơ sở tốt. Ví dụ như là chúng ta nghĩ vấn đề ăn uống thực phẩm mà có được cái sức khỏe tốt thì chúng tôi đồng ý, nó có một số điểm cũng tốt. Và giả sử như là có một số người họ ăn thịt cá mà ăn một cách rất là tàn nhẫn, hay họ không biết về tâm tình dục, không biết họ sát sanh nếu ăn thì tốt hơn hết là họ ăn chay. Chúng tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên ở đây chúng tôi thưa quý Phật tử là những cái gọi là giới cấm thủ nó rất dễ xảy ra trong đời sống của cái tôn giáo. Họ như là người Hồi giáo đó, họ có những cách fasting, tức là nhịn ăn ở trong thời kỳ Ramadan, hay là có những đạo giáo, chúng tôi xin lỗi, ngay trong Phật giáo có trường hợp gọi là nhất bộ nhất bái. Ở đây quý vị Phật tử quan hệ tha ở chưa, nếu chúng tôi nói mà quý vị phiền đi ở một đoạn đường cản trở lưu thông và gây không biết bao nhiêu là những cái phiền toái, nhưng mà mỗi một bước một lại, một bước một lại, thì họ nghĩ cái đó là cái đặc biệt. Mà thật ra cái nhất bộ nhất bái đối với chúng tôi đó là cái chuyện tự làm khổ mình, nó chẳng có lợi ích cho ai hết. Không phải là chúng tôi đã kích điều đó. Tại sao mà mình muốn tu mà không ngồi thiền?
Tại sao mình muốn tu, mình không có tìm nơi thanh vắng để mình tu, mà là một cái cuộc biểu diễn về công chúng như vậy. Và tại sao mình muốn tu á, thì nó có nhiều vấn đề tu lắm, chứ đâu phải là mặc y dơ giấy xốc xếch rồi cứ mỗi đi mỗi lại phải một bao nhiêu người sẽ bảo vệ, bao nhiêu người sẽ hậu hạ. Thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng nó là một cách tự làm khổ mình, mà cái khổ đó nó không dẫn đi về đâu hết. Chúng tôi thú thật với quý vị là chúng tôi gặp rất nhiều người, rất một số người á, là họ đi từ Varanasi sang Bồ Đề Đạo Tràng 200-300 cây số, mà mỗi đi lại một loại, mà bây giờ gặp những việc bình thường thôi, các vị đâu có tiến bộ vấn đề tinh thần, lại là lại thôi, không có lợi ích về tinh thần hết. Nhưng mà lúc các vị làm các việc coi đó là một đại nguyện, cái gì rất là vĩ đại, thì cái khổ cho chúng ta là chúng ta hay lập hạnh từ chỗ hưởng lập dị, và lập dị đó nó làm nó trở thành những giới cấm thủ, và giới cấm thủ đó nó khiến cho chúng ta khổ. Nó khiến chúng ta khổ. Và thậm chí có những người tụng một bộ kinh dày, và mỗi một bộ kinh, mỗi một chữ thì lại một lại, tụng một chữ lại lại. Chứ tôi không biết là quý vị có bao giờ đọc một cuốn sách mà mỗi chữ lại lại mà quý vị giác ngộ giải thoát không? Nhưng mà rất hãnh diện về chuyện đó. Chứ tôi hoàn toàn không tin vào chuyện này. Và có hạng người khác chuyên làm khổ người khác. Thì Đức Phật đó, ví dụ như ăn trộm hay là người đánh cá, những chúng sanh luôn luôn để tìm cách để sát hại người khác. Bây giờ thì họ có cái phong trào dấy lên ở Việt Nam á, họ làm những cái YouTube. Những YouTube này những người mà cả ngày họ đi săn lùng chim, chuột, cá, họ bắt rồi họ ăn, họ làm cái này cái kia rồi đưa lên YouTube. Thì có nhiều khi một người nào đó họ mới coi thì họ thấy ồ cái chuyện cũng hơi lạ. Nhưng mà nhìn kỹ lâu ngày á, thì thật ra trong đời sống mình nó có bao nhiêu chuyện ý nghĩa phải làm. Mà tối ngày mình cứ đi săn bắt con vật này, săn bắt con vật kia, mà mình nghĩ rằng đó là vui, đó là câu like. Thật ra đời sống về tội nghiệp quá. Chứ phải nói đời sống về rất là tội nghiệp. Tại vì sao vậy? Tại vì cái vui, cái hào hứng của mình đó, nó dựa trên cái nỗi khổ chúng sanh. Và mình thấy chuyện đó là chuyện tốt. Bởi vì Đức Phật gọi những người đó là những người chuyên làm khổ chúng sanh khác. Rồi lại nữa, có những người chuyên làm khổ mình mà khổ chúng sanh khác. Thì ở đây Tôn giả Udina đưa trong cái hình ảnh cái đặc trưng. Và quý Phật tử thì ở Việt Nam quý vị đã thấy, nhưng mà bên Ấn Độ thì thường có, đó là có những cái vị vua, có những vị vua hay là những người giàu có đó, thỉnh thoảng họ tổ chức những cái đại tế đàn. Ở trong đại tế đàn này đó, là họ xem là cái chuyện cầu phước rất là lớn. Nhưng mà trong đại tế đàn này đó, nó lại dẫn đến một cái chuyện mà gọi là giết vật để tế thần. Thật ra thì có nhiều khi quý vị biết là một số quý thầy không có biết qua Ấn Độ, thấy như Ấn Độ ăn chay á, thì các vị nghĩ là ô Đạo Bà La Môn ăn chay tốt quá, họ giống Phật giáo là họ chủ trương tinh thần bất hại ahimsa. Nhưng mà rất ít người biết một điều, đó là ở trong Đạo Bà La Môn á, nhất là ở tại vùng Đông Bắc và ở Nepal, ở vùng Đông Bắc Ấn Độ hay Nepal đó, thì khi mà họ tế á, thì nếu mà quý vị nhìn thấy, quý vị sẽ xỉu được. Dạ, rất là khủng khiếp. Là họ tế mà họ giết sống một lần như vậy là bao nhiêu dê, bao nhiêu cừu, bao nhiêu bò. Họ bỏ ra số tiền họ mua. Quý vị nào mà thấy họ cúng, mà họ dẫn những con vật đến tế, thì từ thời Đức Phật cũng còn. Cũng đã có lâu rồi, mà bây giờ cũng còn. Và họ tin rằng cái chuyện mà giết những con vật để tế lễ là một cái nghi thức. Trong đời chúng tôi có, và có một lần mà có một người dẫn chúng tôi đến xem một cái tế lễ, mà chúng tôi đứng từ xa ở trên một cái ngọn tháp ngó qua bên kia, một tế lễ khủng khiếp lắm thưa quý vị. Những con vật đó họ giết. Ở Việt Nam mà có một cái lễ mà họ chọi trâu, tức là họ giết con trâu để làm lễ, thì mình đã thấy kinh khủng rồi, nó dã man rồi. Nhưng mà chưa đâu, cái đó chỉ là 1% của những cái người mà họ tế lễ giáo theo Bà La Môn giáo. Cái việc mà các vị vua đôi khi giết những nam đồng nữ, tức là giết con trai con gái, thì xem những đứa nhỏ này nó là thuần khiết, và do bị giết để tế thần
Thì tiếp tục tới hơn này nó khủng khiếp lắm, nhưng mà nó tạo lên một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Tức là những người mà tế lễ như vậy là cả bao nhiêu một cái sự thành tâm trong đó. Và trước khi mà họ tế lễ như vậy thì họ phải gọi là nằm gai nếm mật, ăn chay rồi mặc đồ trắng, nằm ở trên gai. Dạ, tức là họ chịu bao nhiêu xứ khổ hạnh mà họ là vua đó. Rồi tính bản thân của họ khổ, và những người những chúng sanh mà những sanh linh bị họ giết là rất là khổ. Thì ngài Urena, ngài lấy cái lời của Đức Phật dạy nói về bốn hạng người, ba hạng người đầu là chuyên làm khổ mình, chuyên làm khổ người và làm khổ cả hai. Thì khi mà ngài nói về điểm này đó, thì ngài lại nói đến điểm thứ ba, một điểm thứ tư là có hạng người không làm khổ mình và không làm khổ người. Thật ra sống ai cũng sống, và khi sống thì ai cũng có cái sức sống, mà chỉ riêng cái đời sống mà bản thân mình không làm khổ mình và không làm khổ người khác, nó không phải đơn giản. Chúng ta nghe nói chữ không là nghe nó dễ lắm. Buổi sáng tôi thức dậy tôi đâu làm khổ ai mà tôi đâu làm khổ mình, nhưng mà cái đó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Ở trong đời sống mình đó, mà mình không làm khổ mình, không làm khổ người là chuyện khó lắm. Chúng ta thường đầy ải chính bản thân mình vì những cái quan niệm sống, và chúng ta thường làm khổ người khác vì quan niệm sống. Không biết có bao nhiêu người, và không biết bao nhiêu người mà chúng tôi nói ở đây cũng là một chuyện qua rồi, là ngày xưa ở trong cái thời kỳ mà đất nước chúng ta còn những cái quan niệm mà rất xưa, có nhiều người gia đình giàu có vì cái danh hiệu gia đình thôi. Danh hiệu mà chúng tôi lấy ví dụ như là cái chuyện cưới hỏi thôi. Cưới hỏi là một đám cưới làm sao cho nở mặt nở mày, quý vị họ vay tiền rất là nhiều để làm gì, để sau đó trả nợ. Mà có khi vợ chồng mà cưới nhau 20 năm mà trả chưa hết. Và do cái danh dự gia đình đôi khi đó họ tạo những bi kịch cho chính họ và cho con cái của họ. Ở đời có nhiều lắm, ở đời có nhiều người lắm chứ không ít hạng người này. Cái khổ của như vậy là mình nghĩ rằng mình sống mình làm tốt cho cuộc đời, nhưng mà kỳ thật là đa phần chúng ta nghiệt ngã với mình và nghiệt ngã người khác. Thật ra sống mà không làm khổ mình, không làm khổ người, đó là một nghệ thuật. Sống mà không làm khổ mình, không làm khổ người, đó là một sự cống hiến. Sống mà không làm khổ mình, mà không làm khổ người, nó đòi hỏi một sự hiểu biết nhiều lắm, chứ nó không có đơn giản. Tại vì đa số chúng ta đó, sống là phiền người khác rất là nhiều. Thì cái ăn, cái uống, cái quan điểm sống của mình, chúng ta thấy rằng người ta thường có những sự áp đặt. Và áp đặt, có những người mà chúng ta sống vì họ một ngày thôi. Dạ, một ngày mà cái cách họ lái xe, cách họ ăn uống đó, nó làm khổ bản thân của họ, là khổ con của họ. Tại vì họ đưa ra những nguyên tắc, và những nguyên tắc đó quá khổ đi. Quá khổ thì khi mà chúng ta nghe nói đến rằng cái đời sống không là khổ người, không là khổ mình tưởng đâu đó nó đơn giản, không có đơn giản. Cái bản chất của chúng ta, chúng ta tạm dụng chữ rất là lộn xộn. Dạ, bản chất chúng ta lộn xộn quá chỗ nào. Mình bày cái trò này, mình đặt ra nguyên tắc kia, mình đưa ra một cái luật lệ nọ để làm gì? Để tự mình cột chính mình, tự mình làm khổ mình. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn làm khổ người khác. Thì nó sống mà sống nhẹ nhàng, sống biết thương mình là không phải dễ đâu. Mà sống biết thương mình không làm khổ mình, mà cũng không làm khổ người khác, cũng phải dễ. Bao nhiêu người sống trong cuộc đời này, họ đi làm việc rất là vất vả. Rồi họ có tiền để làm gì? Cái tiền đó lại làm khổ cho con cái, làm khổ cho những người xung quanh. Khổ họ bản thân họ khổ rồi, mà những khổ xung quanh của họ để làm gì? Để rồi tất cả cùng đau khổ. Đó là một cái bi kịch rất thường xảy ra trong cuộc đời. Thật ra ở đây khi tôn giả Urena được yêu cầu nói bốn hạng người đó, thì riêng hạng người thứ tư tôn giả nói rất dài, đó là người có tu tập bản thân. Và sự tu tập bản thân ở đây là bắt đầu từ một cái niềm tin rất là đẹp, một niềm tin rất là hiền thiện, một niềm tin ở Đức Phật. Rồi một người từ bỏ những cái hệ lụy của thế tục, từ bỏ hệ lụy thế tục, người đó ra đi sống một mình, tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, và thành tựu cái chi kiến giải thoát. Và từ cái sự tự mình khai phóng chính mình, vị này lại mang lại lợi ích thiết thực cho mình mà không có
đem lại cái đau khổ cho người khác. Ở đây có cái ý nghĩa rất đặc biệt. Như vậy là nếu chúng ta không tu thì chúng ta thường làm khổ mình, và chúng ta thường làm khổ người khác, hoặc làm khổ cả. Nếu mà mình không làm khổ người khác cũng là may rồi, nhưng mà đa số chúng ta làm khổ mình rồi. Chúng ta lấy một cái ví dụ như vậy là mình đang sống nhẹ nhàng, nhưng mà mình lại muốn một chiếc xe rất là đắt tiền. Ở mới sát thì lắm phải làm gì? Mình phải đi cày nhiều. Đi cày nhiều, mua về rồi mua bảo hiểm, mua này mua kia. Rất là khổ sở làm gì? Để thỏa mãn cái ý tưởng là mình có chiếc xe mắc tiền thôi. Không biết có bao nhiêu người ở trong cuộc đời này, không biết bao nhiêu người trong cuộc đời này tự làm khổ, tự đầy ải chính mình. Rồi cuối cùng về già rồi thấy sao mình cả đời vất vả quá. Đa phần những cái vất vả là do quan niệm của mình hết. Đa phần những khổ ải trong đời sống là do mình chọn. Chúng tôi nên lấy một cái ví dụ là ngay cả những người họ khổ vì ghen tuông, họ khổ vì cái chuyện mà tình vợ tình chồng, nhưng mà cái sự ghen tuông đó cũng là do sự lựa chọn của họ. Lựa chọn họ là họ muốn yêu thương, họ muốn kết hôn, rồi họ chọn sự ghen tuông, rồi cả đời tới khi về già họ nghĩ là khổ cho ai, là tự mình làm khổ mình và mình làm khổ người khác. Có rất là nhiều thứ bị xúc cả. Có những người suốt cuộc đời họ chỉ khổ sống với một thứ là ghen tuông thôi, mà sự ghen tuông đó họ biến đời sống họ thành địa ngục, và biến những người trong địa ngục, nhưng họ không ý thức rằng cái con đường đó là con đường tự làm khổ mình và tự làm khổ và làm khổ cho người khác. Bởi vì khi mà chúng ta nói rằng một người sống mà không làm khổ mình, khổ người khác, người đó phải có tu, phải có nội hàm và phải có cái nhìn rất là thông thoáng. Chúng tôi sống ở trong nhiều cái tập thể, ở trong nhiều cái hội chúng. Khi mà chúng tôi làm việc cũng vậy, khi đi làm việc trong giáo hội đó, có những người thường hay có ý kiến, và nhất là họ ở trong vai trò lãnh đạo đó, thì tự họ hay làm khổ họ, và họ nghe không biết bao nhiêu cái sự khổ cho người khác. Bằng cái quan niệm của họ, họ không có ý thức là họ nên tháo gỡ những chuyện đó. Lúc nào cũng đưa ra những cái chuyện mà gây khổ cho nhau thôi. Nhưng mà họ nghĩ đó là lý tưởng, đó là đẹp, nhưng mà họ tạo cuộc sống trở thành cái địa ngục. Họ đi vào một phiên họp thì họ làm khổ cho những người đến hội họp. Họ sinh hoạt trong giáo hội thì họ làm không biết bao nhiêu cái khổ cho giáo hội, mà toàn là nhân danh những thứ rất là đẹp. Ngay cả trong một cái quốc gia, thưa quý vị, có những người họ theo đuổi một ý thức hệ nào đó, và cái ý thức hệ đó nó khiến cho họ luôn luôn gây ra đau khổ, lại gây đau khổ cho bản thân của họ. Bản thân họ rốt cuộc không được gì, bản thân của họ chỉ là một tội nhân của thiên cổ, nhưng mà bên cạnh đó thì họ gây không biết bao nhiêu khổ lụy cho những người khác. Vì vậy cái ý thức rằng mình sống sao mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác là một chuyện khó, là chuyện không đơn giản chúng ta hết. Thì chúng ta phải có một cái ý hướng rất là rõ ràng. Ý hướng rõ ràng. Không phải tự nhiên mà Đức Phật dạy về con đường thoát khổ đâu. Bởi vì Ngài thấy rõ rằng tất cả chúng sinh ở đời này không ý thức được sự đau khổ ở mình và người khác. Do đó hầu hết cuộc sống chúng ta chỉ gây thêm khổ, gây thêm khổ mình chứ khổ người khác. Và khi mà tôn giả trình bày điều này thì vị Bà La Môn Gotamukha rất là hoan hỷ, và rất là hoan hỷ xin quy Tam Bảo. Và giống như trường hợp mà chúng ta nghe một bài kinh trước đây liên quan đến Đức Vua cùng tên là Udena gặp Ngài Mahakachayana, Mahakachinyin. Ở trong lần đó thì vị vua cũng quy y với tôn giả. Nhưng ở trong trường hợp này thì Bà La Môn Gotamukha khi hoan hỷ như vậy thì cũng xin quy y tôn giả Udena. Và một vị A-la-hán, một vị thánh tăng, Ngài dạy một điều mà ngày nay đa số các vị tu sĩ Phật giáo lại quên đi, là khi một người Phật tử quy y không phải quy y với mình, không phải quy y với vị bổn sư. Chúng ta thường có nói rằng con quy y với thầy này, con quy y với thầy kia. Khi mình quan niệm như vậy là thật ra mình không hiểu đúng. Quy y ở đây tức là quy y với Tam Bảo, và cái vị thầy truyền quy giới cho mình chỉ là vị chứng minh thay mặt chư tăng, chứ không phải là mình nói mình quy y với vị thầy đó rồi mai mốt vị thầy hoàn tục của mình hay là vị thầy đó mình không ưa nữa, thật không còn là mình không còn là người Phật tử nữa. Không phải vậy. Quy y ở đây không phải là quy y với một vị sư,
dù vị sư đó là A-la-hán, như ngày mai có cha ra là công dụ đi nữa. Thật ra khi mà chúng ta đọc những cái chi tiết này, chúng ta cố nghĩ thì gọi là mong của đó bút khả đã chấp tay lên là con xin quy y Thế Tôn, quy y sau môn Gautama, tôn giả Gautama đã nhập Niết Bàn, tức là đã viên tịch Niết Bàn. Tại vì Đức Thế Tôn người mới viên tịch. Câu chuyện này xảy ra ở trong vòng 3 tháng trước khi có cuộc cái tập tâm đạn lần thứ nhất. Giờ đó câu chuyện đã được đưa vào ở trong kinh điển. Và thưa quý vị, sau khi quy y Tam Bảo đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, thì vị này phát tâm cúng dường rằng vị này có được một cái đặc ân từ vua Akka, tức là một vị vua ở xa đó, cho vị này một cái bổng lộc, một số tiền hàng tháng lớn chứ không nhỏ, dạ lớn chứ không nhỏ, một tháng mà có 500 đồng tiền vàng mà sống giàu có sung túc lắm. Thì khi mà nói là con sẽ dâng số tiền ở cho giả thì là một chuyện rất là một điều rất là đặc biệt, là tôn giả Udina muốn hướng cái vị Bà La Môn này là một chuyện phước thiện. Do đó tôn giả hỏi một câu mà có lẽ nhiều người chúng ta mới đọc đến nghe cũng lạ, là tôn giả hỏi về cho một tháng về đó thì được bao nhiêu tiền gọi là ân tứ của vua Akka, thì vị trả lời là 500 đồng tiền Kapila, tức là 500 đồng tiền vàng, số lớn chứ không nhỏ, rất lớn. Và thì tôn giả mới nói rằng ngài không có nhận tiền bạc, tại vì một vị tu sĩ không có nhận tiền bạc. Nhưng mà nếu phát tâm thì ngài trả lời như vậy, thì vị này nói rằng nếu vị con cất một cái tình xá cho ngài, thì tôn giả nói rằng nếu mà phát tâm cất tình xá thì nên cất một giảng đường, giảng đường cho tăng chúng, bởi vì chư tăng đi đó đi đây mà có một cái nơi là có một cái công viên, một miếng đất rộng và có một cái nơi có giảng đường thì chư tăng có thể ghé đến được. Thì tôn giả không nhận riêng cho mình, nhưng mà hướng ông nào về cúng dường chung cho chư tăng. Và có một điều rất là thú vị, và có một điều rất là thú vị thưa quý vị, có hai cái sự kiện mà chúng tôi không có dịp để nói với quý Phật tử. Chúng tôi không có dịp để nói chuyện với quý Phật tử trước đây, là về trường hợp của về trường hợp của hai vị Bà La Môn. Dạ, hai vị Bà La Môn. Ở trong trường hợp này thì bài kinh ngày hôm qua đó, dạ, vị nào học từ bài kinh số 93 có tên là Asala Yana, thì đó là một thanh niên Bà La Môn trẻ tuổi, giờ rất là trẻ tuổi, 16 tuổi thôi, đến để làm luận với Đức Phật về cái giai cấp của Bà La Môn. Thì vị này sau khi về nhà, sau khi quy tam bảo thì vị này làm một việc mà có ảnh hưởng rất lớn về sau này, đó là vị này xây một cái tháp, một cái tháp, cái Chediya. Chediya có nghĩa là trang nghiêm. Chediya giống như một cái monument, thời đó không có làm tượng Phật mà làm một cái tháp ở trong sân nhà của mình để tưởng nhớ Đức. Và nó đã tạo nên một cái nền văn hóa mà ngày nay bên vùng Assam của Ấn Độ hay là ở Nepal có rất nhiều nhà họ cất cái tháp ở trong nhà. Dạ, người Miến Điện họ hay cất cái tháp trong nhà, là ảnh hưởng của Bà La Môn Asajjana. Và riêng cái vị Bà La Môn Khotamukha này, sau khi quy Tam Bảo thì thưa quý vị, vị này lại cất một cái giảng đường. Dạ, một cái giảng đường tên là, mà sau này họ đặt là Gautamukha. Bây giờ quý vị nào về thăm Patna đó, và Patna có một cái công viên, của một cái nơi mà có một cái nơi gọi là Gobuk, và Mugu Vihara, thì cái giảng đường tên Gobuk là thật ra cái giảng đường đó, nó là cái giảng đường nguyên quỹ của Bà La Môn Gautamukha.
đã cất để cúng dường đến chư tăng. Và mỗi lần chư tăng đi xa về hay đến ở tại đó, bây giờ thì sau nhiều năm tháng và nhiều đổi thay đó, thì người ta chỉ còn biết cái tên thôi. Nhưng mà quả thật thì nó còn tồn tại như vậy. Và nó cũng rất là thú vị khi một người phát tâm xây cất cái gì đó mà để đời cho đến bây giờ. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày về ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Và đây cũng là một điều để xây lời cho Thượng Tọa Tự Siêu, vì đường truyền của Thượng Tọa Tự Siêu không có được tốt. Tôi hy vọng rằng ngày mai Thượng Tọa có thể vào được đường truyền Internet thì có lúc này lúc khác. Thưa quý vị, bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, nếu Thượng Tọa nghe được và có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cầm mic để nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận của trách nhiệm. Kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính tri ân Thượng Tọa Nhật Đăng đã giảng đẹp hôm nay. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhật Đăng cùng chư tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Để tiếp theo lời của Thượng Tọa thì xin giờ lời vì trong cái bài kinh hôm nay có đề cập đến bốn cái hạng người là người làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, người làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, rồi người làm vừa làm khổ mình chuyên tâm làm khổ người khác, và hạng người không làm khổ mình cũng như là không làm khổ người khác. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng thế giới thì xưa nay, từ ngàn xưa tới giờ, chúng ta gặp nhiều cái người. Dạ, quý vị nghe nhỏ hả? Quý vị có nghe được chưa? Nghe lớn chưa? Dạ, cảm ơn. Thế giới thì xưa nay chúng ta cũng gặp rất là nhiều cái hạng người khác nhau, và mỗi một nơi thì khác nhau. Rồi một điều đó là có những đời, cuộc đời ở trong đời này mình thấy á, từ xưa tới nay cũng vậy. Có người thì họ bản thân của họ làm khổ cho họ. Khổ ở đây đó là nhiều khi rồi tự họ làm, thí dụ như mình thấy những cái phương pháp mà họ nghĩ, cái phương pháp tu hành hay là phương pháp gì đó tu hành mà họ tự làm khắc khổ cho chính họ. Giống như chúng tôi nhớ có một lần là đi qua Ấn Độ, có một lần đó, thì sao mà thấy có những cái người mà đạo theo đạo lõa thể đó, họ trời lạnh cắt người, nhưng mà họ lại là trầm mình dưới sông, họ trét cái giống như cái gì mà đen đen, rồi cái gì mà đỏ đỏ giống như vô ăn trầu, các trét cùng người của họ. Thì mình thấy thật sự là nếu mà mình là cái cảnh đó chắc là mình chịu lắm. Nhưng mà sao là vì cái niềm tin của họ, cái niềm tin của họ, và cái niềm tin đó là nhiều khi nó cũng chưa phải là cái niềm tin nó đúng đắn nữa, đâu phải là chánh tín đâu. Nhưng mà do cái niềm tin truyền thống của họ, mà họ làm một cách rất là nhiệt tình ở trong cái việc đó. Rồi nhiều khi đó rồi trong cái việc mà hành trì của họ, họ nghĩ rằng đó là một cái việc hành trì tốt nhất, và họ lại hướng dẫn cho những người khác làm chung y chang vậy, làm vậy luôn. Tức là những cái người hậu học, những cái người đệ tử của họ, những cái người mà trong đồng, trong môn của họ, trong cái tông phái của họ đó, họ cũng làm vậy. Thế là mọi người cũng đều làm như vậy. Nhưng sự thật thì bản thân của họ làm khổ cho họ, bản thân của họ làm khổ. Sự thật ra thì ở đây đó thì chúng ta nhớ có một điều là khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, sau đó thì Ngài vận chuyển cái bánh xe Pháp đó, thì là đầu tiên mà Ngài
Ngài thuyết cái bài kinh chuyển Pháp Luân ấy, thì Ngài lại khuyên các cái đệ tử tránh các cái cực đoan. Thì trong đó có cái cực đoan gọi là khổ hạnh. Khổ hạnh tức là làm khổ cho chính mình, bản thân của mình làm khổ cho chính mình. Nhưng mà cái khổ đó, đó là cái khổ nó không có mang lại cái lợi gì. Nếu như một người mà tu theo cái gọi là truyền thống Phật giáo, gọi là đầu đà đó, thì mình làm sao mà nhiếp phục những cái dục lạc, những cái phiền não cho chính mình bằng chính cái sự nội tâm của chính mình. Trong đó có cái sự tri túc và thiểu dục trong đó, thì làm cho một cái phiền não tham tâm, phiền não nó có, tham sanh khởi, nó không có sanh khởi. Đó là cái cách tu. Còn đằng này là họ làm cho chính bản thân của họ khổ, rồi là họ khuyến khích những người khác cũng làm như vậy, bản thân người khác cũng khổ thôi. Thì mình cũng gặp là xưa nay là như vậy, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Và trong kinh mình đọc ngày xưa thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Rồi mình nói ở tại Việt Nam cũng vậy đó. Mình nói thời xưa, giống như cái thời mà chúng tôi có nghe là cái thời Pháp thuộc ở miền Tây Nam Bộ, rồi ở miền Trung, ở đây đó, đó những cái người chủ trương những cái tu, mà họ có những cái cách tu của họ, họ là cái cách rất là kỳ lạ. Mà một người mình bình thường á, là mình theo cái truyền thống Phật giáo, mình tu là chuyện là mình trau dồi cái nội tâm của mình. Còn lâu lâu cái phát xuất ra một cái pháp môn tu nào đó, một cái chủ trương nào đó mà nó lạ lạ hơn ta. Thí dụ như là mình thấy rằng có những người là không, nói là không ăn cơm, ăn cái gì đó. Hoặc là rồi có những người thì ngồi ở đây mà trời mưa không mưa, thì đồn đoán như vậy đó, trời mưa mà không ướt, Thì nghe người ta đồn đoán như vậy thì trở thành một cái linh thiêng mà người ta cũng theo nè. Cho nên là đối với một cái người tu thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó có nhiều khi đó là trong cái đường tu á, thì trước nhất á, là phải có cái chánh kiến và cái chánh tư duy. Nếu mà mình không có chánh kiến và chánh tư duy, mình định hình cho định hướng cho một cái đời tu của mình một cách đúng đắn á, thì mình có nỗ lực cỡ nào đó, mình có nỗ lực nhiều chừng nào thì lại càng xa mục đích chừng ấy. Giống như mình đặt sai hướng rồi đó, thì có lẽ là mình đi, mình cố gắng mình đi nhanh chừng nào thì lại xa mục đích chừng ấy, mục tiêu của mình chừng ấy. Mình đã sai hướng. Rồi mình thấy có một người đó thì chuyên tâm làm khổ người khác đó, cũng có trong cuộc đời này nó vậy. Nhiều người họ rất là làm khổ, khổ hết cái này khổ tới người khác. Bản thân của họ nó là tự hành hạ người khác khổ, đánh đập tra khảo, rồi họ xúi dục, hoặc là vì quyền hay là vì tiền, vì danh vọng, vì địa vị gì đó mà họ sẵn sàng làm khổ với người khác. Cái khổ ở đây đó không phải là họ chỉ đánh đập hành hạ không, nhiều khi họ khổ bằng, họ làm khổ bằng cái cách này cách kia, hoặc là gián tiếp, hoặc là trực tiếp, hoặc là xa hay là gần, hoặc là như thế này thế nọ để làm khổ người khác. Nhưng mà có những người đó quý vị thấy rằng nhiều khi là họ thích làm như vậy, thậm chí đó là họ làm họ cảm thấy họ vui. Thay vì một người mà có một cái chủng tử thiện tốt đó, thì khi mà mình thấy người khác làm việc ác là mình không vui rồi, không nỡ muốn thấy những cái cảnh đó rồi, chứ đừng nói tới cái chuyện mà phải tự tay làm hay xúi dục người khác. Còn đằng này cái người, có những người đó, họ chuyên tâm làm khổ người khác, bản thân của họ tự hành hạ trực tiếp hoặc là gián tiếp làm khổ người khác rồi đó, thì họ lại cùng có thể là dùng quyền hay là dùng tiền, hay là họ xúi dục người khác bằng cách này cách nọ, hoặc là nói đâm thọc, hoặc là nói để rồi làm tổn thương tổn hại người khác, nhưng mà họ cảm thấy đó là vui. Cho nên cái tâm bất thiện á, cái ác tâm á, thì mình phải nói rằng cái ác tâm á, nó nếu mà một cái người mà không có tu tập á, thì dễ dàng sanh ra những cái điều đó.
dễ dàng sanh ra những cái điều đó. Vì vậy cho nên là ở trong cuộc đời này đó, thì nếu mà mình tránh đi những cái điều đó, là không làm khổ mình mà cũng đừng nên làm khổ người khác đó, thì hãy là cái người mà luôn luôn làm không có làm khổ mình mà cũng không làm khổ người khác. Nếu mà mình không có là một cái người để mà mình làm, thì mình luôn luôn mang đến cái sự an vui cho người khác, và cũng đừng làm chuyện gì mà khổ cho người khác. Bởi vì khổ cho mình thì mình đã khổ đã đành rồi, nhưng mà khổ cho người khác nữa thì cái hệ lụy nó rất là lớn. Đặc biệt là đối với một cái đời sống tu hành thì chúng tôi nghĩ rằng cái chánh kiến và cái chánh tư duy trong đó, mặc dù là cái định hướng của mình nó có đúng đắn rồi đó, thì mình có nỗ lực thì nó sẽ, mình nếu mà mình chậm nỗ lực, mình chậm chút thì cũng sớm muộn mình cũng đến đích điểm. Còn nếu như mà mình nhanh, mình tinh tấn chút, mình siêng năng nỗ lực chút thì mình mau đến đích điểm chút. Còn nếu mà mình đặt sai hướng rồi thì mình càng đi càng nỗ lực chừng nào thì lại càng xa mục đích chừng ấy. Thì các con đường tu tập giải thoát cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng cái chánh kiến và cái chánh tư duy thì cái điều đó làm cho con người ta có thể chuyển hóa được cái đúng từ ở cái sai trở thành cái đúng, để rồi mình có thể tiến tu được. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời. Bây giờ con không biết là thượng tọa Giác Đẳng đã có soạn được cái câu thảo luận hay cái câu hỏi gì chưa. Nếu thượng tọa có thì thỉnh thượng tọa đưa câu hỏi lên. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú, kính chân từ tòa pháp tịch. Thưa quý vị, nếu vị nào mà để ý thấy từ tòa tuyệt siêu rất là tội nghiệp. Hôm nay đi ra đi vào rất là cực. Bà ngoại không được, nhưng mà từ tòa vẫn cố gắng. Tôi cố gắng. Đôi khi làm việc mà thấy từ tòa tuyệt siêu sự cố gắng thì tôi cũng rất là tội nghiệp. Bởi vì nhiều khi cũng mệt hết, nhưng mà rồi tôi cố gắng để vào sinh hoạt, chia sẻ cái công việc. Bây giờ thì có lẽ là Tôn Tư Siêu vẫn chưa vào được. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Dạ, Tôn Tư Siêu đang có mặt ở trước máy nhưng mà không thấy nick thượng tọa. Trước máy của Đại Đức Tự Tri phải không? Nếu đang có mặt ở trước máy để từ trì giờ xin thỉnh thưa đội từ siêu và nghỉ giờ đáp án câu trắc nghiệm số 1. Hôm nay chắc từ đội từ siêu là 3G 4G gì cũng không xảy được, sẽ cố gắng nãy giờ đi ra vô hoài và không được sự thất tội nghiệp. Bây giờ mời quý phật tử trả lời và kính thỉnh thưa đội từ siêu hoan nghỉ cho đáp án. Trắc nghiệm số 1 qua câu trả lời của tôn giả Udena cho thấy điều nào sau đây về quan niệm của Bà La Môn Cô Tâm Bút Khả? Những thầy tu sống đời thật sự vô nghĩa nếu suy xét cặn kẽ. A. Quan điểm đó hoàn toàn sai. Tức là quan điểm đó là tuyệt đối sai, tại vì tất cả các vị thầy tu có đều sống cuộc đời có ý nghĩa hết. B. là quan điểm đó hoàn toàn đúng. C. là quan điểm đó phiến diện. D. là quan điểm đó cũng có điểm lý thú. Mời quý phật tử trả lời và kính thỉnh sư tổ thiền siêu hoan hỷ chờ đáp án. Và hôm nay thượng tọa phải dùng cái nick của Đại Đức Từ Tri, quý vị Phật tử hoan hỷ. Kính thỉnh thượng tọa Đại Sư. Nam mô Bụt Thầy, xin hỏi quý vị có nghe được không? Xin hỏi quý vị, dạ, xin cảm ơn quý vị. Không biết tại sao hôm nay máy chúng tôi, cả cái laptop và cái iPhone cũng bị trục trặc, nên chúng tôi phải dùng cái cell phone của sư Tự Tri
Nếu bây giờ quý vị nghe được thì chúng tôi xin được trả lời cái câu trắc nghiệm của trắc nghiệm 1. Ở đây chúng ta thấy qua cái câu trả lời của Tôn Giả U Đề Na, thì cho thấy điều này sau đây về quan điểm của Bà La Môn Khô Tâm Bố Khá. Quan điểm của Bà La Môn đó là những thầy tu sống đời thật vô nghĩa. Nếu suy xét cặn kẽ thì ở đây câu A là quan điểm đó hoàn toàn sai. B thì quan điểm đó hoàn toàn đúng. C là quan điểm đó phiến diện. D là quan điểm đó cũng có điểm lý thú. Ở đây thưa quý vị, cái vị Bà La Môn này có một cái quan điểm nếu mà chúng ta nói cho kỹ đó thì cái quan điểm của Bà La Môn Khô Tâm Bố Khá này, thưa tôn giả, không có một sự xuất gia đúng pháp. Không có một sự xuất gia đúng pháp. Cái quan điểm đó, đó nó là phiến diện. Chúng ta chỉ nói là phiến diện. Bởi vì qua cái câu trả lời của tôn giả U Đề Na thì ở đây có bốn hạng người. Có bốn hạng người ở trong hai cái hội chúng. Nếu mà cái hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác á, thì vẫn tìm thấy ở trong cái hội chúng không có tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con tôi tớ, bỏ ruộng đất, bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì cái đó là cái hạng không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Cũng có hạng chuyên là khổ mình, và hạng đó cũng có trong cái hội chúng xuất gia. Còn đối với hạng chuyên tâm làm khổ người, hoặc là vừa làm khổ mình vừa làm khổ người, thì hạng đó chỉ có trong cái hội chúng tham đắm tài sản, tầm cầu vợ con tôi tớ, ruộng đất. Cho nên không thể quơ đũa cái nắm cái quan điểm của vị Bà La Môn Khô Tâm Bố Khá này. Cái quan điểm đó là phiến diện, nó không phải hoàn toàn sai. Là tại sao? Là tại vì
có số hạng xuất gia, có một số người xuất gia mà không có lý tưởng và không có thực hành theo thờ pháp, thì họ rơi vào cái tình trạng khổ hạnh hoặc là lợi dưỡng, thì cái hạng xuất gia đó là cái sự xuất gia không đúng pháp. Cho nên cái quan điểm của Bà La Môn cũng không thể nói là hoàn toàn sai, nhưng mà quan điểm đó cũng không phải hoàn toàn đúng, là bởi vì ở trên đời này không phải hạ xuất gia nào cũng là sai pháp đâu. Vì có những hạ xuất gia từ bỏ gia đình, sống theo gia đình, và vị đó đã thực hành theo đúng theo giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Đắc, và họ đạt đến cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát như được mô tả cuối đoạn kinh đó, thì trở thành cái hạng người gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Thì cái hạng xuất gia đó là hạng xuất gia chân chính vậy chứ. Vẫn có hạ xuất gia chân chính ở trong cuộc đời này, chứ không phải là hoàn toàn là những thầy tu sống đời thật sự vô nghĩa. Cho nên cái quan điểm B cũng không được. Còn cái quan điểm đó cũng có điểm lý thú, thì cái câu D này chúng ta không chấp nhận được, là bởi vì chúng ta sẽ không thấy có cái gì là lý thú ở trong cái quan điểm của vị Bà La Môn Khô Tâm Bồ Tát, mà chúng ta chỉ nói rằng cái quan điểm của Bà La Môn này là khiến diện, tức là nói đúng cái mặt này nhưng mà còn thiếu cái mặt kia. Cho nên ở đây đáp án của câu 1, của trắc nghiệm câu 1 theo chúng tôi thì đó là câu C. Đó là câu C. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu trắc nghiệm mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lời. Kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, mà Thượng Tọa Thầy Siêu, nhưng Thượng Tọa đang nói chuyện được ở trước sử dụng cái nút của Đại Đức Thầy Chí, Thượng Tọa có thể giúp trả lời câu này là có rất nhiều trường hợp ở trong các bản dịch tiếng Việt Nam mình, kể cả trước kia qua Thượng Minh Châu, và bây giờ như trong bản dịch này thì dùng cái chữ tử ngã, và vì tử ngã, mà đặc biệt là cái vị tu tập là tử ngã trú vào phạm thể, thì cái câu này nó có giống như cái ý nghĩa của câu nói rằng khi mình tu một thời gian nào đó mình thành được cái chánh quả rồi thì cái tiểu ngã nó sẽ hòa nhập vào đại ngã không? Đại ngã tức là trở về với Phạm Thiên, trở về với cái đại thể, đại ngã. Có giống như vậy không? Hay là cái câu đó nên hiểu thế nào theo Phật Pháp? Thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại. Xin thưa Thượng Tọa, xin thưa Thượng Tọa Giới Siêu. Tu sĩ này quen. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch quý vị, cái danh từ A-Tát nếu gặp ở trong một cái câu kinh mà cái chữ này nó rất là nhạy cảm,
khi mà xài chữ tư ngã trong này nó nhạy cảm lắm, cho nên chúng tôi gặp những cái câu này là chúng tôi không có xài được. Và càng không thể nói rằng Brahma Phute Na Atana Viharati, tự ngã trú vào phẩm thể. Thực ra đó, cái chữ Atana trong trường hợp này, trước hết thì chúng ta phải hiểu là xài trong cái chế định. Chỉ xài ở trong chế định mà thôi. Thứ hai nữa là khi mà xài cái nghĩa chế định thì chúng ta vẫn có thể dịch cái nghĩa khác là tự mình. Chữ tự mình thì xài cái chữ đó thì nó nhẹ nhàng hơn là chữ tự ngã. Hay cái chỗ này dịch là bản thân cũng được, bản thân cũng được, để tách đi. Ở đây thưa quý vị, trong Phật giáo không có chủ trương có một tiểu ngã hòa nhập với đại ngã nếu chứng thành quả vị tu tập. Không có trường hợp đó. Ở đây cái từ gọi là Brahmaphute đó, Atana đó, chữ Brahma phu tá này đó, là chúng ta phải hiểu như là một cái trạng thái cao thượng. Chữ phu tá trong trường hợp này nó từ cái chữ phá quá, nó là căn của cái từ phá quá. Sao quá, tức là trạng thái. Thì như vậy, cái chữ Brahmaphuta thì ở đây chúng ta phải hiểu là giống như phạm trú. Chữ Brahmaphute Na Atana Viharati, Brahmavihara, giống như phạm trú vậy. Tại sao lại giống như phạm trú? Là bởi vì ở đây một cái vị mà sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác đó, thì cái vị mà sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác, vị đó luôn luôn an trú với cái tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà sống với tâm từ bi hỷ xã vậy thì mới là không có làm hại mình, không làm hại người khác. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên biết trường hợp này
là một vị ở đây được định nghĩa, dùng cái từ này để định nghĩa cho cái hạng người không tự làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, không làm khổ người khác, không chuyên tâm làm khổ người khác. Ngay trong hiện tại vì đã sống với cái trạng thái tâm an tịnh mắt lạnh, cảm thọ lạc Brahmaputi đó, Atana Vihapati, tức là vị này trú ở trong cái trạng thái vô lượng tâm đó. chữ Brahmaputa này đó, tức là vị đó an trú trong cái trạng thái phẩm giống như vô lượng tâm từ vị ni xã, chỉ có nghĩa vậy thôi, chứ không phải là như ở trong cái bản dịch. Ở trong cái bản dịch là hạng người không tự làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mắt lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Cái câu mà tự ngã trú vào phạm thể, người ta rất có thể hiểu lầm là tiểu ngã. Sau khi đắc đạo quả xong, tiểu ngã nó nhập vào trong đại ngã là phạm thiên. Cái câu đó nguy hiểm lắm thưa quý vị, câu nguy hiểm lắm, câu này rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là vì để định nghĩa cho cái hạng người thứ tư, thì cái vị đó ngay trong hiện tại tham dục tịch tịnh, tức là vị đó sống với cảm giác lạc thọ của thiền định và nội tâm an trú với cái trạng thái cao quý, tức là từ bi hỷ xả, là bốn vui lưu tâm. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu là vị đó nội tâm an trú với bốn vui lưu tâm vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu thảo luận một của thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam mô của thầy. Sa thú kính định từ đời thời xưa rất là hoan hỷ nữa, mặc dù chúng ta trục trặc đường truyền, nhưng mà rồi cuối cùng giờ đã được tự trì, chúng ta vẫn cố gắng được vào trục rung để giảng cho phần của bài học. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Điều nào sau đây được xem là hợp lý, y cứ trên nội dung của bài kinh? A. Sống mà không làm khổ mình và không làm khổ người khác là điều rất dễ làm. Mình chỉ ngồi yên chỗ là không làm khổ mình, không làm khổ người khác, có phải vậy không? Nếu mình ngồi yên chỗ không làm khổ mình, người khác thì quá dễ rồi. Có phải đúng là dễ làm không? B. Là sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác là điều cần hiểu biết chân xác và nỗ lực hành trì. Mới nghe thấy là dễ như vậy, nhưng mà cần phải hiểu rõ con đường giới định tuệ, cần phải có nỗ lực tu tập, chứ không đơn giản là chỉ ngồi đó mà gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người. C. Là sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác là điều không thể làm được. Chuyện đó rất là khó khăn. Mình không làm khổ người, không làm khổ mình, chuyện đó hoàn toàn không làm được. Sống không làm khổ mình D. Xin lỗi, chuyện chỉ D cho chỉ C thôi. D.
sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác, chỉ là một lý tưởng nhưng không thể hiện thực. Đó là bốn câu ABCD. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh dạ vâng, dạ, dạ thỉnh thỉnh thưa đại sư đi nghỉ, dạ kiên thưa đại sư, thỉnh đại đức Pháp Tính Quang Thế Âm cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, hôm nay cái đường truyền của chúng tôi cũng bị trục trặc, thành ra chúng tôi phải xài 3 giờ, thành ra không có thấy được, rất là khó thấy được bài học và quý vị nào trong rung. Bây giờ thì xin được trả lời câu thảo luận, tìm cái đáp án của câu số 2. Điều nào sau đây được xem là hợp lý và y cứ trên nội dung bài kinh? A. Sống không làm khổ mình và không làm khổ người khác là điều rất dễ làm. B. Sống không làm khổ mình và không làm khổ người khác là điều cần sự hiểu biết, chân giác và nỗ lực hành trì. C. Sống không làm khổ mình và không làm khổ người khác là điều không thể làm được. D. Sống không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác chỉ là một lý tưởng nhưng không thể thực hiện được. Dạ, yeah. Vậy thì trong bốn cái đáp án này thì chúng ta sẽ tìm ra một cái đáp án để mà chúng ta trả lời cho thích hợp. Thì cái câu hỏi là cái điều nào sau đây được xem là hợp lý và y cứ trên nội dung bài kinh. Vậy thì đối với cái đáp án A đó, sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác là một cái điều rất dễ làm. Cái này thì chúng ta không có chấp nhận được rồi. Tại chúng ta đã nghe qua bài kinh rồi thì chúng ta, hoặc là chúng ta đã nghe nhiều kinh điển, nhất là cái bài kinh này, hoặc là trong những bài kinh khác cũng có nữa, thì sống không làm khổ mình, không làm khổ người không có dễ làm, rất là khó làm. Qua những cái thí dụ hồi nãy chúng ta nghe thượng tọa Nhất Đẳng cũng vậy, chúng ta thấy rằng coi như là đáp án A này là không có thích hợp. Đáp án B, sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác là điều cần sự hiểu biết chân xác và nỗ lực hành trì. Vậy thì cái đáp án B này đó, chúng ta thấy gần với cái câu trả lời là tại sao mình sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác, nhưng mà mình phải sao quý vị? Chúng ta phải có một cái sự hiểu biết mà hiểu biết chân xác, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự mà giác ngộ, chúng ta hiểu biết một cách rốt ráo. Và chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta hành trì. Đó thì cái đáp án B này đó, thì nó sẽ gần với cái câu trả lời. Còn đáp án C, sống không làm khổ mình, không làm khổ người khác là điều không thể làm được. Cái này thì do những cái chúng sanh mà người ta thiếu hiểu biết thôi, thì người ta nghĩ rằng là làm không được. Chứ nếu mà cố gắng mình tu tập thì đến một lúc nào đó mình đầy đủ cái phước báo thì mình sẽ thực hiện được cái điều đó thôi, chứ sao mà không thể làm được. Thành ra cái đáp án C thì chúng ta cũng không có chấp nhận. Cái đáp án D thì nói đây là chỉ là một cái lý tưởng thôi, thì cái đó không có thật sự, thì nó không có giống như cái nội dung bài kinh. Nội dung bài kinh cái lý tưởng thì được, nhưng mà chúng ta có thể thực hiện được, có nghĩa là chúng ta có thể chúng ta tiến đến cái mục đích đó được, chứ không phải là không được. Nếu mà chúng ta nỗ lực thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thành công, chứ không phải là một cái lý tưởng nó suông thôi. Thành ra do vậy mà chúng ta cũng không có chọn cái đáp án D. Vậy thì ở trong cái câu này đó, thì chúng ta chọn cái câu B làm đáp án
Câu B làm đáp án cho cho cái câu trắc nghiệm này. Và chúng tôi thấy wow, vậy quý vị cũng chọn B ha, Lạc Lê cũng chọn B. Và Hoa Nguyên cũng chọn B. Và hầu như ai cũng chọn B hết quý vị. Cho chị Phá Hạnh Phúc cũng chọn B, Diệu Quang, Meta, Bất Lực, ai cũng chọn B hết. Dạ, Sa Thú Lành Thai. Không ngờ quý vị cũng quá hay, cũng quá giỏi. Dạ, bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Sa Thú, kính thưa Đại Đức Hữu Đức, quý vị còn một vài giây phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi cũng muốn trở lại để nhắc thêm một số điểm về đại dịch corona. Hôm qua bà Debra Birx được xem như là một ở trong hai vị cộng đồng của cái một cái ủy ban mà chống bệnh dịch của Hoa Kỳ cùng với bác sĩ Anthony Fauci. Thì bà có, bà bác sĩ có kêu gọi một điều, đó là trong vài tuần lễ sắp tới, bà nói hai tuần lễ sắp tới đó, mọi người nên tránh tối đa việc đi ra bên ngoài, kể cả việc đi siêu thị và các tiệm thuốc tây. Thưa vì không, đây không phải là một cái lời nói có rất cực đoan, bởi vì chúng ta nên biết rằng hiện tại bây giờ đó, khi người ta không có đi những business khác, người ta hay đến tiệm thuốc tây hay là siêu thị để mua những thứ cần thiết, và cái khả năng lây nhiễm rất là cao. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi người ta vào ta nói chuyện, hay là bây giờ vẫn có nhiều người không có mang khẩu trang, họ nói chuyện hay là họ ho hay là họ nhảy mũi, thì nó sẽ bám vào trên những cái sản phẩm mà mình mua, ví dụ như rau, trái, bao ni lông, đồ hộp, vân vân. Và cho dù chúng ta có rửa tay, cho dù là chúng ta có lau chiếc xe, lau cái tay đẩy chiếc xe, thì thưa quý vị, những cái mà chúng ta cầm lên để chúng ta bỏ vào trong xe nó cũng bị lây. Và khi đem về nhà đó, đôi khi mà mình chỉ khử trùng bao bì ở bên ngoài như là mấy cái bọc ni lông, nhưng mà trong lúc đó thì những cái đồ hộp hay là những cái món mình mua vốn nó đã có nhiễm rồi, rồi mình đem vào trong nhà, rồi nó lại lây lan qua những thứ khác. Cho dù chúng ta có rửa tay đi nữa thì nó vẫn có đó. Vì vậy, bảo rằng cấm tuyệt đối không đi đến những cái nơi mà mua những thứ cần thiết là một điều không thể. Tại vì chúng ta chỉ nhìn đói được. Nhưng mà nếu quý vị nào đã có tích trữ đồ ăn sẵn ở trong vài tuần lễ sắp tới, thì chịu khó ăn đồ khô, chịu khó bớt đi ra bên ngoài. Tại vì, thưa quý vị, một cô y tá ở tại Dallas, cô đã làm một cái thí nghiệm bằng cách là cô dùng cái màu á, dùng cái màu để cô cho mình thấy cái đốt màu xanh từ những cái vật ở trong siêu thị mà mình cố gắng mình tẩy rửa, thí dụ như là màu xanh nó đã phủ lên trên những cái đồ đó rồi, chúng ta tẩy rửa rồi chúng ta đem về thế nào, rốt cuộc cái ở trên mặt mình cũng dính luôn. Quý vị nào mà đã từng làm bếp ở bên Việt Nam mà dùng củi đó, thì cái người chùm củi thường ra mồ hôi ngoặt rất là ngứa. Và khi chúng ta chùm củi thường có cái lọ nồi mà không khéo thường nó hay dính vào trên mặt. Dạ. Nhưng mà lọ nồi dính vào mặt không chết, nhưng mà vi trùng dính vào mặt chúng ta nó rất dễ làm chúng ta bị lây nhiễm. Chúng ta phải cố gắng đặc biệt rất là cẩn thận. Và chúng ta nên nhớ một điều này, là đại dịch ở nước Mỹ ngày hôm nay đã hơn 350.000 người bị. Và cái con số đó theo các chuyên gia gấp 10 lần, tại vì con số đó là con số những người đã được kiểm nghiệm có dương tính, và cái số người được kiểm nghiệm ở Mỹ không có nhiều. Hiện nay chúng ta không có đủ những cái bộ phận để kiểm nghiệm, và cái con số người kiểm nghiệm Mỹ rất ít, có nghĩa là có một số lớn những người đã bị lây lan và vẫn đi lang thang ở bên ngoài, vẫn đi khắp nơi, cố gắng hạn chế đi càng nhiều càng tốt, và nếu phải đi thì cố gắng mang khẩu trang, dùng tất cả những biện pháp cần thiết, rửa tay và đừng mang đồ vào trong nhà,
khi mà mình về tới nhà, những cái thứ nào mà như là nó không bị hư, như là đồ hộp hay là những cái đồ để ở trong nơi nào đó và ở ngoài sân đừng mang trong nhà, và cái nào mang vào trong nhà nhớ lau cho kỹ. Không có cái gì tuyệt đối ở trong cái việc phòng chống của mình, nhưng mà nó có nó vẫn tốt hơn không. Và bà Deborah khuyên là ở trong lúc này tuyệt đối không nên đi đến các siêu thị đến từng lúc đây, mặc dù những nơi đó vẫn còn mở cửa. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói điều này không phải là để hù dọa, để làm cho chúng ta hoảng loạn. Chúng ta nói như vậy là 100 người bị lây nhiễm thì chỉ có khoảng 5% là chết, chỉ có khoảng chừng 12% là vào ICU, tức là vào cái chế độ bị để họ hồi phục ở trong bệnh viện. Nhưng mà chúng ta phải trải qua rất nhiều phiền phức cho những người xung quanh mình, và đặc biệt nó có thể lây nhiễm cho những người thân. Và do vậy, để thương mình và thương những người xung quanh thì chúng ta cố gắng tránh tối đa, tránh tối đa việc đi ra bên ngoài. Và có một số người quý vị nói là ở nhà thì cần đi thể dục, như vậy đến công viên hay đến những ngoài đường để chạy bộ vân vân. Thưa quý vị, chúng ta không biết được vi trùng nó tồn tại trên những hạt li ti, và có nhiều khi người ta bị lây nhiễm họ đi qua ngang, và sau đó chúng ta đi ngang đó không biết là chúng ta bị lây nhiễm chừng nào, và nhất là trong điều kiện mà thời tiết ẩm thấp có siêu vân vân. Một cái cách thể dục mà tốt nhất đó là lau nhà. Dạ, lau nhà, làm những cái việc ở trong nhà, ví dụ mình dọn dẹp, mình lau nhà, làm những cái việc đó nó cũng giúp cho chúng ta thao tác, chứ không cần nhất thiết phải chạy bộ về công viên. Và do vậy chúng ta cố gắng cẩn thận. Ở đây không có sự cẩn thận nào mà phí phạm hết, không có sự cẩn thận nào hoang phí hết. Tại vì sao vậy? Tại vì dù sao nó còn tốt hơn là chúng ta không cẩn thận. Dạ, cẩn thận vẫn tốt hơn không cẩn thận. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chuyện cẩn thận không cần thiết. Vì vậy mong rằng tất cả chư tăng và quý Phật tử, tất cả chúng ta hãy chăm sóc thật tốt cho mình. Đừng ý lại, đừng nghĩ y. Không có một phương pháp phòng chống nào tuyệt đối. Bây giờ họ vẫn nghĩ rằng một cái phương thức mà tốt nhất đó là chỉ giãn cách. Giãn cách nghĩa là giữ một cái khoảng cách cần thiết ở trong sự tiếp xúc. Nhưng mà ngay cả cách nhau 6 feet 2 thước cũng không an toàn. Lấy một ví dụ là ở một cái tiệm thuốc Tây hay ở nơi nào đó, một người lây lan, họ đi qua ngang, họ đã ho, đã nhảy mũi, đã thở thôi, mà những cái vi trùng nó rớt lên những cái sản phẩm chúng ta cầm lên. 5 tiếng đồng hồ sau khi họ đi, 10 tiếng đồng hồ sau khi họ đi, thì những vi trùng vẫn còn sống trên những cái sản phẩm đó. Xin chúng ta đặc biệt quan tâm, đừng coi thường về những này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi nhắc quý vị là kể cả vấn đề mang khẩu trang, có rất nhiều người cứ nói rằng mang khẩu trang không có cần thiết, không chống được. Thật ra nó giúp cho rất nhiều việc. Đi đâu cũng nên mang khẩu trang. Và bây giờ nó đã có nhiều kỹ khắp nơi là cái nạn thiếu khẩu trang rất trầm trọng lắm. Cố gắng làm những khẩu trang nào mà bằng cái này khác có được. Dạ, hai ba lớp càng tốt. Và khi mà chúng ta không có nhiều thì chúng ta về có thể ngâm bằng nước sôi. Nếu mà cái dây đeo mà nó bằng vải mà nó không bị độ nóng á, chế nước sôi vào, hoặc là chúng ta lấy alcohol xịt lên trên, rồi hoặc giả là mình có thể mình phơi, mình sẽ alcohol phơi ngoài trời để phơi ở đâu đó cho nó khô đi, có thể tái sinh lại. Biết rằng tình trạng thiếu khẩu trang sẽ rất là nghiêm trọng. Hiện tại trên thế giới bây giờ đang giành giật với nhau, thưa quý vị. Ngay cả Hoa Kỳ và Canada, hai nước gần với nhau vậy mà Tổng thống Donald Trump vẫn ra lệnh là không được bán và không được cho những cái khẩu trang của 3M qua Canada. Quý vị thấy rằng cái tình trạng nghiêm trọng như vậy. Và nhiều cái sự kiện xảy ra cho thấy rằng các nước chửi Trung Quốc nhưng mà vẫn phải cố gắng đem tiền đến lại lục năng nỉ Trung Quốc để bán những khẩu trang đó, bởi vì chúng ta quá thiếu. Ông Bill Gates đã từng cảnh báo rằng chúng ta sẽ có đại dịch và thế giới không có sẵn sàng để cho đại dịch đó. Và bài học đó hôm nay rất là hiện thực rõ ràng. Nên chi bằng cách này hay cách khác đi ra đường chịu khó, nếu không có khẩu trang dùng cái gì đó, cái khăn bù xoa hay gì đó để che miệng và che mũi lại trong điều kiện có được. Không phải chỉ bảo vệ cho mình mà bảo vệ những người xung quanh mình. Khi mà mình nói chuyện, những cái hạt nước li ti nó có rời cái miệng của chúng ta đem ra bên ngoài, mình không biết người ta lây cho mình hay mình lây cho người ta. Cẩn thận rất là tốt. Và rất mong rằng ở bất cứ trường hợp nào, cái ý thức
vì sự cẩn trọng sẽ là một điều mà chúng ta luôn luôn tâm niệm. Đó là một cách cống hiến, đó là một cách bảo vệ, và đó là một cái nguyên tắc mà tất cả chúng ta nên tuân thủ trong thời gian này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha-Dhamma. Kính tri ân chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Và giặt xà bông bằng khẩu trang cũng rất có hiệu quả. Và xà bông nó sẽ làm cho nó chống lại virus. Và xà bông chống virus. Nếu mà được á, thì mình có sẵn một nơi nào đó ở bên ngoài, mình có một cái bình nước pha xà bông hơi đặc một chút, về bỏ trong đó. Cái con virus nó có một lớp mỡ ở bên ngoài, cái lớp mỡ bao nhiêu quanh nó gặp xà bông, nó kỵ xà bông. Dạ, thành ra ngâm vào trong đó cũng rất là tốt. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Kính trương chư vị giảng sư và xin chào toàn quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và cố gắng cẩn trọng ở trong thời kỳ đại dịch này. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thiếu lành thầy, chúng con kính chào hiện tại đã kết thúc bài học từ những hiểu biết về đại dịch Corona. Còn là nhà Việt thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân chư tông đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hỗ trợ chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh.